mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn nguồn tin từ nhà chức trách cho biết ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại bang Washington, Mỹ, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Người phát ngôn văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Kinh, ông Mike Mellis cho biết, lực lượng thực thi pháp luật đã nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp qua số 911 vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ địa phương về một vụ nổ súng tại một ngôi nhà ở Fair City, bang Washington, Mỹ. Theo ông Mellis, cảnh sát đã đến hiện trường ngay lập tức bắt giữ một nghi phạm thiếu niên trong khi một thiếu niên khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện Seattle. Cả hai đều sống tại ngôi nhà xảy ra vụ xả súng. Các nạn nhân khác đã kịp gọi cảnh sát từ phòng tắm trong nhà khi đang trốn đối tượng xả súng, song không thoát được thảm kịch. Cảnh sát cho hay họ đã tìm thấy thi thể của hai người lớn và ba thanh thiếu niên khác, song chưa công bố danh tính các nạn nhân. Người phát ngôn văn phòng cảnh sát trưởng Hạt King Mellis nhận định vụ nổ súng có thể liên quan các thành viên trong một gia đình, song lưu ý hiện vẫn chưa biết rõ quan hệ của nghi phạm với các nạn nhân. Một hàng xóm của ngôi nhà xảy ra vụ xả súng cho hay có một cặp vợ chồng và 5 đứa con sống tại đây. Một người hàng xóm đã giúp đỡ một nạn nhân là thiếu niên bị thương và sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị. Nghi phạm là một thiếu niên hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Trẻ Vị Thành Niên, quận Kinh và có thể phải đối mặt với cáo buộc gây án mạng cấp độ 1 hoặc cấp độ 2. Trước đó, ít nhất 3 người tử vong và 8 người khác bị thương trong một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại quận Hermes, bang Mississippi, Mỹ. Vụ việc xảy ra ngay một vụ ẩu đả giữa các thanh niên. Vụ việc xảy ra ngày 19 tháng 10 theo giờ Mỹ, khi ít nhất 2 đối tượng nổ súng vào đám đông tại một sự kiện ngoài trời với khoảng 200 đến 300 người đang tập trung ăn mừng chiến thắng sau trận bóng bầu dục của trường trung học phổ thông quận Hermes. Cảnh sát cho biết, vụ nổ súng xảy ra sau một cuộc ẩu đả giữa một số thanh niên. Lực lượng chức năng đang giáo giết truy tìm những nghi phạm có liên quan đến vụ việc và một cuộc điều tra cũng đang được gấp rút tiến hành. Trước đó nữa, trong vụ nổ súng xảy ra ngày 12 tháng 10 ở gần trường đại học bang Tennessee, Mỹ, ít nhất một người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Theo Sở Cảnh sát Metro Nashville, tại thời điểm xảy ra nổ súng, nhà trường đang tổ chức buổi lễ mừng sinh viên trở về trường. Vụ nổ súng dường như không liên quan đến sự kiện này. Hầu hết các nạn nhân được cho là những người qua đường vô tình bị bắn trong cuộc đấu súng giữa hai nhóm người. Nạn nhân thiệt mạng là một nam thanh niên 24 tuổi. Trong số những người bị thương, có 3 bé gái từ 12 đến 14 tuổi. Hầu hết các nạn nhân được cho là những người qua đường vô tình bị bắn trong cuộc đấu súng giữa hai nhóm người. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra về vụ việc. Truyền thông Sudan đưa tin, một máy bay chở hàng có phi công là công dân Nga đã bị bắn rơi ở nước này khiến toàn bộ những người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Hãng thông tấn TASS dẫn lại thông tin do trang Sudan World Monitor đăng tải cho biết, lực lượng hỗ trợ nhanh RSF, một bên tham gia cuộc xung đột ở Sudan vào ngày 21 tháng 10 có thể đã bắn hạ máy bay chở hàng vì nhầm nó là máy bay quân sự. Trong một video do RSF công bố, một chỉ huy của nhóm nói đã bắn rơi một máy bay Antonov của Ai Cập bằng tên lửa dẫn đường. Theo trang Sudan World Monitor, trước đó, chỉ huy RSF Mohamed Hamdan Dagalo cáo buộc Ai Cập sử dụng máy bay can thiệp vào cuộc xung đột ở Sudan, nhưng chính quyền Cairo thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này. Sudan World Monitor lưu ý, chiếc máy bay chở hàng gặp nạn thực tế là mẫu IL-76 với một thành viên phi hành đoàn có căn cước mang tên Viktor Granov, kỹ sư trưởng của công ty vận tải hàng không FJC, có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, một thành viên phi hành đoàn khác có hộ chiếu Nga. Nhà chức trách địa phương báo cáo, không còn ai có mặt trên máy bay sống sót, phần lớn máy bay cũng bị cháy rụi trong sự cố. Đại sứ quán Nga tại Sudan xác nhận đang điều tra các tình tiết của vụ tai nạn máy bay có khả năng chở công dân Nga. Theo đại sứ quán, tình hình trở nên phức tạp do địa điểm rơi máy bay ở khu vực Darfur, nơi đang xảy ra giao tranh ác liệt. 4 người, trong đó có một trẻ em đã tử vong khi chiếc máy bay trực thăng chở họ đâm vào một tháp viễn thông vào đêm 20 tháng 10 tại Houston, thành phố lớn nhất bang Texas của Mỹ. Thị trưởng thành phố Houston, John Whitmer, cho biết vụ đâm gây ra tiếng nổ lớn và làm đổ tháp viễn thông. Rất may là người dân xung quanh khu vực đều an toàn. Ông Whitmer cho biết chiếc trực thăng xuất phát từ sân bay Arlington, tuy nhiên chưa rõ điểm đến ở đâu. Danh tính các nạn nhân vẫn chưa được công bố do cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được diễn ra.
cảnh sát trưởng Houston, ông Noel Dias, cho biết chiếc máy bay trực thăng gặp nạn mang hiệu Robinson R-44 thuộc sở hữu tư nhân. Hải quân Mexico đã bắt giữ 23 người trong vụ triệt phá băng ma túy lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ hơn 8 tấn chất cấm được vận chuyển trên biển ngoài khơi bờ biển Tây Nam Thái Bình Dương của nước này. Hải quân Mexico thông báo ngày 19 tháng 10, lực lượng hải quân đã thu giữ 8.361 kg hàng hóa bất hợp pháp. Đây là lượng ma túy lớn nhất bị thu giữ trong một chiến dịch trên biển, chưa từng có trong lịch sử. Hải quân Mexico không nêu rõ loại ma túy này là gì, nhưng cho biết chúng có trị giá 2,099 tỷ peso, tương đương 105 triệu đô la Mỹ. Hải quân cũng thu giữ 8.700 lít nhiên liệu và 6 chiếc thuyền ở bờ biển gần Lázaro Cárdenas thuộc bang Michoacán và xa hơn về phía nam ngoài khơi bờ biển bang Guerrero. Lực lượng này cho biết thêm rằng ma túy được phân phối trên 6 chiếc thuyền nhỏ và một trong số các tàu đó là tàu ngầm. Điều này cho thấy quy mô lớn đến mức nào của vụ việc. Vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử Mexico là 23 tấn cocaine Colombia vào tháng 11 năm 2007. Theo Hải quân, vụ bắt mới đây là số lượng lớn nhất từng bị thu giữ trong một chiến dịch trên biển. Cuộc đột kích lần này được thực hiện bởi các đơn vị mặt nước có trực thăng hỗ trợ. Truyền thông Indonesia vừa đưa tin, một vụ rơi máy bay đã xảy ra ở quận Pohuwato thuộc tỉnh Gorontalo của Indonesia vào sáng ngày 20 tháng 10, khiến cả 4 người trên máy bay thiệt mạng. Hãng thông tấn Antara dẫn thông tin từ giới chức Indonesia cho biết, chiếc máy bay gặp nạn trong vụ việc lần này là loại Havilland Canada DHC-6 đang trong hành trình bay từ tỉnh Gorontalo tới sân bay Pohuwato thuộc tỉnh Pohuwato thì bất ngờ bị mất liên lạc với mặt đất. Thông cáo từ giới chức Indonesia cho biết, chiếc DHC-6 với mã đăng ký là PKSMH đã cất cánh từ tỉnh Gorontalo vào lúc 7 giờ 03 phút sáng ngày 20 tháng 10 theo giờ Indonesia và dự kiến hạ cánh vào lúc 7 giờ 33 phút sáng. Tuy nhiên, các nhân viên ở trạm kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với máy bay trên vào lúc 7 giờ 22 phút. Thông cáo viết thêm, xác của chiếc máy bay đã được phát hiện ở một ao tôm nằm gần đường băng số 27 của sân bay Pohuwato với tình trạng mặt trước máy bay bị cháy rụi trong khi cánh bị xé toạc. Quyền thống đốc tỉnh Gorontalo, ông Rudy Salahuddin, sau đó đã gửi lời chia buồn tới thân nhân những người tử nạn. Ông Salahuddin nói, chính quyền tỉnh Gorontalo rất đau buồn trước vụ tai nạn máy bay ở gần sân bay Pohuwato. Chúng tôi sát cánh với thân nhân những người tử nạn trong thời khắc đau thương này. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, toàn bộ tòa nhà ở Dahiye, phía nam thủ đô Beirut của Liban, đã đổ sập sau cuộc không kích của Israel. Theo BBC, quân đội Israel trước đó đã cảnh báo cư dân của 24 khu vực ở Liban, trong đó có 14 địa điểm ở thủ đô Beirut, bằng cách họ có kế hoạch tiến hành không kích trong những giờ tới và suốt đêm. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay sẽ nhắm mục tiêu vào các ngân hàng và cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ cho nhóm vũ trang Hezbollah. Sau đó, một nhóm phóng viên BBC tại Beirut cho hay có 8 cuộc không kích xảy ra ở quận Dahiye, ở phía nam thủ đô, khu vực do Hezbollah kiểm soát. Các phương tiện truyền thông nhà nước Liban cũng đưa tin về một cuộc không kích ở phía đông đất nước. Theo đó, Israel đã tấn công các chi nhánh của Hiệp hội Tài chính Ankat al-Hassan có liên quan tới Hezbollah. Israel cáo buộc ngân hàng bán chính thức tài trợ cho cuộc hoạt động khủng bố của Hezbollah. Theo thông tấn xã Liban NNA, một cuộc không kích của Israel đã xảy ra gần sân bay duy nhất của nước này ở Beirut, song các loại máy bay thương mại vẫn bay qua những đám khói trong các khu vực và sân bay vẫn hoạt động bình thường. Trong khi đó, Hezbollah cho hay nhóm này đã bắn khoảng 200 quả rocket về phía bắc Israel. Vụ tấn công gây hư hại, song không có ai bị thương vong. Trước đó cùng ngày, trong ngày 20 tháng 10, lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban UNIFIL đã cáo buộc IDF cố tình phá hủy một tháp quan sát và hàng rào bao quanh một vị trí của cơ quan này tại thị trấn Mawain, miền nam Liban, trên biên giới với Israel. Sự việc diễn ra sau khi những vụ việc tương tự trong những tuần gần đây. Trong một diễn biến khác, Mỹ đã mở một cuộc điều tra về vụ hai tài liệu tình báo bị rò rỉ, trong đó được cho cụ thể về việc Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran trong những ngày tới. Theo Telegram và RT, tài liệu tình báo bị rò rỉ của Mỹ bao gồm các diễn giải về việc hình ảnh vệ tinh dường như đã được các cơ quan tình báo không gian quốc gia biên soạn và những thông tin phân tích được các vệ tinh do thám của Mỹ và cơ quan an ninh quốc gia Mỹ thu thập. Những tài liệu được đánh dấu tuyệt mật
để ngày 15 và 16 tháng 10 bắt đầu lan truyền trên ứng dụng Telegram vào tối ngày 18 tháng 10. Một tài liệu cho hay Israel tiếp tục chuẩn bị đạn dược và các hoạt động bí mật của máy bay không người lái. Trong khi đó, tài liệu còn lại nêu chi tiết cuộc diễn tập liên quan tới tên lửa đạn đạo và tên lửa không đối đất của không quân Israel. Hai tài liệu tình báo mật của Mỹ đều cho biết những hoạt động trên của Israel là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công đáp trả Iran. Tài khoản Telegram bị cáo buộc làm rò rỉ các tài liệu trên cho biết, những thông tin này ban đầu xuất hiện trong nhóm riêng tư có 7.000 thành viên. Chúng tôi nhắc lại là chúng tôi không có mối liên hệ nào với nguồn tin gốc. Nhân vật tố giác có thể là người của Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong một tuyên bố riêng rẽ khác, nhóm Telegram cho hay họ nhận được tài liệu thông qua một nguồn ẩn danh. Nhóm Telegram gồm 7.000 thành viên trên được các nhà báo độc lập điều hành và không kết nối với Iran. Tuy nhiên, họ nói chính phủ Israel là chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và dùng thời gian ở Tehran làm mốc chuẩn. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!